Không ra. Kìa nó lại anh đó kìa. Trời ơi. Bắt đi. Không vô đây. Cắn kìa. Cắn nó bự. Wow, ở đây trúng anh rồi. Thôi nha. Cái con cá hay con gì mập chưa, con cá này nó mập chưa, nó đâu với con này nè, đâu có con ngâm ơi má ơi vô rồi nó cho. Xin chào quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Mấy hôm nay mưa quá mưa thì còn lại mấy miếng ruộng này nè là cuối cùng. Bây giờ bữa nay có nắng nắng lại rồi, máy ra bắt đầu cắt. Xin chào nha. Chào cả nhà. Chào, hôm nay làm như ninja vậy. Bụi quá nước rồi. Biết sao đây? Không đeo nón theo vậy? Có nón rồi chậm đi nón rồi. Bụi nha. Nãy đi gấp quá quên đem cái len này, để giờ mình chạy về lấy cái len. Bờ đó chừng có chảy ha. Gắn nước nó lụ lụ với nước khó bắt lắm. Mưa mà nổi nước cỡ này luôn, nó cắt mà chạy mà cá nó phóng lên bờ luôn á. Đây con cá sặc, hai cá sặc bớm. Thì vài hôm nữa cái đầu mình xả nước vô ruộng á, thấy nó sẽ làm ổ nó đẻ này, cái bụng nó đang mang trứng. Mà xả mình cũng đem nó len ra tới. Đi theo máy ra canh kiếm vài con gắn nước. Con xin chào quý ông bà cô chú. Nãy con đi thì con quên cái len đảo về nhà lấy. Ở về ra sao mình phát hiện được cái hàng. Có chỗ không anh? Có khoảng trăng. Cái này à? Mưa mấy hôm lại ông bà cô chú chắc áp thấp đó quá, mưa ngày nào cũng mưa, mưa từ sáng tới chiều tối luôn. Bởi vì ruộng nước nhiều. Chắc là thì đang đi ở trên thành viên mấy cắt đó đâu bà cô chú. Trời té luôn á cha. Nó nổi lên cho mình ném cái miệng hang lại là nó chảy xuống không? Mẹ nó đi lại đẳng nữa cho.
Lên phải không? Lên phải không? Nước nữa rồi. Nước nữa hả? Xuống nước rồi hả? Xuống nước cái nó lặn. Nó lặn xuống dưới. Gì thôi ốm vậy? Còn cá nhiều lắm mấy
mưa thường mưa này không gài cá nó dồn lại mấy cái chỗ mấy ruộng này không bà có chút nó lóc rồi nhìn lóc em nó nhúc nhích nước là nó đó. Vô mấy cái bờ đê á, vô mấy cái
dẹp mấy cái gơm ra nè, mà chú đổ mấy cái gạ đi. Để cho con này quá. Ồ. Em trai nó dắt nó theo. Ba cũng đi. Ô, một dắt. Thấy chưa anh dẹp nó chạy ngang kìa. Từ từ tâm kha lại chốt 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 rồi hay quá ha. Cái này bắt được đi theo cái máy đứng sau lưng á, chỗ nó nằm ở dưới cái máy mà dài lông đó chặt cái vậy đó. Chào cha gì cả. Chả dính gì vậy dính rồi. Chị cha. Gắn lại cái gì đâu. Ồ, oh, hết sức ngon luôn. Ôi, ôi, cái chân bự. Ồ, con này có trứng luôn vậy hả? Nó một bụng luôn nè. Nó không chạy đằng trước đâu. Ừ. Cá hả? Chuột á. Con chuột con á. Nó không chạy ra. Nó không chạy luôn nè. Như nó xịn nó vậy nó không chạy á. Nước qua nước nó không chịu chạy. Lúc nãy anh chẹt gom, mới chẹt gom ra tha, nó mới chạy ra. Chứ là cái này mà cái chơi nó còn quằn quằn đây nhiều chứ. Chơi bự luôn. Em bắt đường chuồng. Gì vậy? Cá chơi hả? Hồi ơi, cá chơi phải chuột bằng chú ơi. Cá chơi khủng luôn. Chạm phá lửa. Cái này chồng ơi, trong vườn đi cao quá. Con này là không lai luôn mà. Đó, chơi, đó. Ồ, con cá chơi kìa. Trời ơi, kiếm nó nhanh vợ. Vậy nãy thấy rồi. Đó. Nãy còn thôi chú. Trời ơi, cá chơi. Quá khứ. Cái này bắt cá chơi không dư ăn luôn rồi. Con bự này là 4 con đó em Kha. Gắn. Em không gắn chung bánh. Nhờ mấy bữa nay trời mưa. Ui, cá chung với mày. Em thấy cá chơi này đồng bào chút. Tính lội. Bỏ qua má cắt xuống đây thôi. Coi nó có giòn. Nè, cá chơi, thấy luôn. Chỗ nào? Nó nè nè. Bạn có chút. Từ giờ đừng có bạn quá. Chịu khó mình tìm là có cá đó nha, nhiều luôn á, chứ gắn nữa, tại gắn mấy gắn nước nó nhủi xuống nước mà không có thấy được, bỏ túi luôn. Và cái động bỏ bên kia mà nãy chứ đi qua mép bên vườn.
bắt phục. Cái hướng bên kia mà cô chú được con hai ngắn nước nữa mà. Bắt được có một con à, ở đây được ngắn nữa mà ruộng nó mất tiêu. Tính được con cá chê nữa mà cô chú, tại cắt tường mấy bên kia mà con chạy theo chạy không có kịp, chạy thôi mệt luôn. Bằng thương gánh nó không?
Sớm giờ cái vòng chỗ đó hoài ta dính được chuột rồi bởi vì cho bởi vì kia nó vòng cái đó mà anh không dám cáo. Ồ con chuột bự kìa. Chụp chụp trên cái thủ cái vỏ này để có gì chắc chắn. Hôm nay trúng mánh luôn mà con chú. Chỗ này nè mình là chịu khó đi tới đi luôn. Cá mà nó lóc lên tới trên mấy cây gốc gạo mà con chú cá sặc. Cá sặc con thả nó xuống mương đi cha. Thả luôn đi. Thả xuống đây nè, nó sống vào nè. Bánh dữ. Nó chơi như vậy. Dạ. Hả? Rắn hả? Không có. Có chuyện đây. Từ từ anh làm nhẹ coi nó có nhúc nhích không.
nó cũng nằm yên bất động ha. Chừng nhớt à. Dưới nước quá nước nè. Làm nó ổ nha. Ổ ngay đây. Quẩy vòng sâu xuống vậy đó. Ở máy chạy đâu cán được đâu. Bỏ lắp chỗ khác anh ơi, dễ gì. Bữa nay vô mánh cá chê cá lóc đẩy đủ. Đi có. Đi có. Cá là mạnh thiệt. Một chắc mới được. Gắn cá bỏ thí đệ đây nè, bỏ ngoài đó đi, ừ bỏ ở đó đi. Đâu có cá rô nữa hả? Chỉ đó thì chỉ lệch. Vô mánh rồi. Coi coi còn con nào nữa không? Ủa con thấy con cá chê mà thử ra cho lóc. Nãy đi vòng vòng bắt được con cá gôn á. Ừ hay quá. Kìa đó con tránh ra kìa máy cắt tới ơi. Ở đó anh. Ừ cái đó là mấy đó. Thank you.
con có chơi gì cha? Nắng cha. Ăn luôn rồi nè. Trước trước thẳng thẳng thẳng. Nhất. Có nhung nhất. Tỉa kẻ nó kìa anh. Cái nè. Nó. Ủa con chơi chà má đó. Trời ơi em thấy rõ ràng mà. To ngủ bữa nay vô rồi. Tại đi theo máy có lực con nào nữa không? Em phải đứng thì sao được? Nước quá, đứng trước nó. Mình được con cá chê. Thứ già. Còn nó mấy cái lung rồi nè. Ồ, ngay chỗ này chỗ đường trang đợi mày chứ nè mấy đi trời em bị nhức đầu trời gì nữa này đợi xuống đi đợi xuống trước đi nói chuyện
đi qua sông nè. Biết thế nào tôi cũng còn được con nè. Gặp luôn á. Ôi bố nó trắng nó mặt kìa. Sướng không? Sao không giống bảo gà. Bự quá bự phải không? Quá dữ luôn cái chơi này. Này cái chơi trắng à. Trắng gắt luôn nè, bên mấy miếng mương vườn này nè. Qua con mưa nó lóc qua. Rồi nó làm ổ đẻ. Hả? Mấy trắng. Ba bốn con. Nữa. Mà vụ rồi là thằng chủ nó cắt không là 5 kg nó nữa. Vậy hả? Vậy là mới biết, mới mốt là biết rồi sao qua đây. Cái vụ không có ra luôn. Vậy là vụ trước nữa hả ba? Vụ trước á. À, 5 kg gắn nước hả? Ờ. Ờ mấy kia lẻ tẻ là như thế nha. Đợi miếng gắn nước kìa. Tới vụ ba là có lý đó. Vụ ba là ngon là. Ồ cá không gì đó hả? Cá dạ. Gắn từ khi chùa. Nó có con dùm nó nhỏ bắt được ổ chứ chà quá. Đây cứ bắt được ba con. Bắt được. Nãy con nhỏ chạy vụ qua đây cũng bắt được. Rồi, vậy luôn đó. Sách cho tới một kênh không nổi luôn á. Cái gì? Ừ, chuột cái già nó còn cá chơi á. Làm cái ổ. Lên đây làm ổ đầu xuống. Bây giờ mình bắt cho cả nhà xem cái thành quả của mình nha. Đang hổng ngửa hả chứ? Ừ. Đang cái đầu xuống. Ê, lú bầu con kìa. Con đó hả? Ba con, bốn con đã. Con nhỏ nữa. Bốn con đã. Con có nữa. Ồ, ôi, trong... Rồi, còn con nhỏ nữa. Trong bụng con rắn ơi. Cái gì dữ vậy? Ôi. Con rồi. Còn con nhỏ nữa coi. Còn bắt cá chê mình ra cho cả nhà coi. Ông ơi. Dạ, cái gô đâu. Bữa nay nói chung là mình trúng, gọi là trúng mà mình bất ngờ á. Rồi hai bắt gì tôi cầm cái gậm chuột tôi ra chặt ha. Ba con năm nữa. Ok. Quá tại chuột nha. Dữ luôn cả nhà ơi. Cái này cũng xế chiều rồi. Với video cũng dài rồi, chắc mình ô con này bé gì? Thả đi coi. Hả? Còn nó quá bé. Tính để cho để cho em kia kìa. Cho cái em gì đó kha. Rồi rồi thả. Chú sao em bắt nó? Đi ra nữa. Mình vớt ba con bự quá không? Họ con cá chê kìa. Ê, mẹ ngảnh chứ ngại. Cá lóc trên này luôn. Quá. Bữa nay chúng bánh à hai. Đây còn con bự nữa. Ôi ôi. Còn trong đây nữa nè, chưa hết yeah. Đâu. Nhiều quá. Thôi nhiêu được rồi, nhiêu được rồi đó. À. Ừ, cá lóc luôn rồi. Hàng khủng không à. Này chung bánh nè. À. Ừ, cầm lên vậy đi. Đây. Đây. Quá dữ. Chắc giờ mình xin phép kết thúc video đây. Hẹn lại video ngày hôm sau nha. Bữa nay video chắc cũng dài lắm à. Cá quá cá luôn. Lần đầu tiên mình mới bắt được cái cảnh mà cắt lúa mà cá dê mà nhiều như thế này á, mà gắn nữa. Mà không phải chỉ riêng mình ơi, mình bắt được cũng mấy anh em này kia cũng bắt mỗi ngựa mới tính ra là miếng đất này cá nhiều dữ lắm đúng chưa? Nhiều dữ dằn. Rồi với lại nó mình thấy vậy chứ nó cũng còn nằm ở dưới mấy cái dũng mấy cái này cái kia rồi đó, mấy cái mà mương đường trang sâu sâu đó. Ồ cá nhiều lắm. Từ từ nha. Giờ mình bỏ này vô đi. 1, 2 bắt. Rồi chào cả nhà, hẹn ngày mai tiếp tục đồng hành với cha con mình nha. Cá gô nó còn nhảy lăn tăn trên đó luôn. Cá nhiều.